Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với thông tin tử vi tổng quan ngày 16 tháng 9 năm 2021, thứ năm dương lịch. Âm lịch là ngày 10 tháng 8 năm 2021, tức ngày Đinh Mão, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu. Tiết khí: Bạch Lộ, trực phá ngày Minh Đường Hoàng Đạo, tốt. Các cung giờ hoàng đạo trong ngày gồm 23 đến 1 giờ, giờ Tư Mệnh; 3 đến 5 giờ, giờ Thanh Long; 5 đến 7 giờ, giờ Minh Đường; 11 đến 13 giờ, giờ Kim Quỹ; 13 đến 15 giờ, giờ Bảo Quang; và 17 đến 19 giờ, giờ Ngọc Đường. Các giờ hắc đạo gồm 1 đến 3 giờ, giờ Câu Trận; 7 đến 9 giờ, giờ Thiên Hình; 9 đến 11 giờ, giờ Chu Tước; 15 đến 17 giờ, giờ Bạch Hổ; 19 đến 21 giờ, giờ Thiên Lao; 21 đến 23 giờ, giờ Nguyên Vũ. Ngũ hành niên mệnh: Lư trung hỏa, ngày Đinh Mão, tức chi sinh can; Mộc sinh hỏa là ngày cát. Nạp âm: Lư trung hỏa thị tuổi Tân Dậu và Quý Dậu, ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi, thành mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt thân. Tuổi xung với ngày hôm nay đó là tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ và Quý Hợi. Tuổi xung với tháng là tuổi Ất Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi và Quý Dậu. Các sao tốt trong ngày hôm nay bao gồm Minh Đường Hoàng Đạo, Thiên Ân, Trực Tinh Đại Cát. Sao xấu gồm Nguyệt Phá, Hoang Vu, Thiên Tặc, Nguyệt Yếm Đại Họa, Thần Cách, Tai Sát, Tội Chỉ, Ngũ Hư và Không Phòng. Những việc nên làm trong ngày hôm nay đó là cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, an táng và cải táng. Việc không nên làm ngày hôm nay đó là mở kho, xuất hàng. Hướng xuất hành ngày hôm nay, tài thần ở hướng chính đông và hỷ thần ở hướng nam. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày thiên môn, xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy, mọi việc đều thành đạt. Quý cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi tử vi tổng quan ngày 16 tháng 9 năm 2021. Và để biết được tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày này diễn biến như thế nào thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây, mời quý cô bác, anh chị và các bạn đến với tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tý trong ngày mới. Xem tử vi phương Đông ngày 16 tháng 9 năm 2021, cục diện tương hình ảnh hưởng đến người tuổi Tý và người tuổi Tý cho rằng mình là người tài giỏi nhất. Bạn thường tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, không chịu tiếp thu ý kiến của những người khác. Bên cạnh đó, dù là người có vị thế cao đi chăng nữa, hãy chú ý hơn khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại tác dụng lớn hơn những lời nhiếc móc nhiều. Hôm nay là ngày mùng 10, âm lịch, nhân thần ở phía trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mù bàn chân, nên tránh sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh kim ngày 16 tháng 9 dễ làm mất lòng người khác, khiến môi trường làm việc căng thẳng. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy không nên coi mình là nhất, xem thường mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa mở rộng mối quan hệ, không nên sống khép kín. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh và nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc chú ý khi giao tiếp, tránh sử dụng từ ngữ nặng nề. Sự nghiệp người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Tý hôm nay là 40 và 69. Giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, màu bạch kim. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Tý. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Tiếp theo, để đến với tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mới thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Nếu như có ý kiến băn khoăn thắc mắc hoặc muốn chia sẻ thêm các thông tin chi tiết về tử vi, tướng số, phong thủy, quý vị cũng có thể để lại tin nhắn ở phía dưới video phần bình luận để ban biên tập của chương trình sẽ trả lời miễn phí đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Ngay bây giờ là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Sửu ngày 16 tháng 9. Thực thần ghé thăm người tuổi Sửu làm nghề tự do đem lại cho bạn những cơ hội làm ăn nhiều triển vọng ngày hôm nay. Bạn mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng.
với bản tính ôn hòa rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Và đó chính là những cơ hội tốt giúp bạn phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình. Đừng biến mình thành không thực bụng. Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Sau mỗi mâu thuẫn, đôi bên cần nhìn nhận lại vấn đề để có thể hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, ngày 16 tháng 9, vợ chồng không thống nhất ý kiến. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, mở rộng mối quan hệ làm ăn với khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, sống thực bụng hơn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, kiếm tìm được những mối làm ăn triển vọng, đem lại lợi ích kinh tế. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, không nên cố chấp, hãy bao dung hơn. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Sửu hôm nay là 16 và 72. Giờ tốt trong ngày là từ 17 đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Quý cô bác, anh chị và các bạn vừa theo dõi tử vi chi tiết của con giáp tuổi Sửu ngày 16 tháng 9 năm 2021. Và tiếp theo mời quý vị cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mới. Xem tử vi khoa học hôm nay, người tuổi Dần nhờ tam hội cục nên đã có một ngày tràn đầy sức sống, không khí vui vẻ, mới mẻ. Bạn mệnh hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều lạ lẫm. Điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm. Con giáp này có hứng thú với công việc nên vô cùng chăm chỉ và cố gắng theo đuổi đam mê. Tuy nhiên vì không có nhiều kinh nghiệm cộng thêm lĩnh vực còn mới mẻ nên người tuổi Dần sẽ khá mệt mỏi, nhưng chắc chắn bản mệnh sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích cho mình. Đường tài lộc của người tuổi Dần ngày hôm nay khá tốt, bản mệnh có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc người thân trong gia đình cho tiền. Mặc dù không được dư giả cho lắm nhưng cũng đủ để bản mệnh trang trải cuộc sống và tiếp tục thực hiện ước mơ cũng như sở thích của mình. Quý vị tuổi Dần đừng quên xem thêm video tử vi tài lộc của 12 con giáp nửa cuối tháng 9 năm 2021. Ai giàu sang phú quý, ai kiệt quệ khó khăn, video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 8 tháng 9 vừa qua. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy ngày 16 tháng 9 có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, hứng thú với công việc nên vô cùng chăm chỉ, cố gắng theo đuổi đam mê. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, tích lũy được thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, không nên thực hiện các công việc trọng đại. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Dần hôm nay là 61 và 54. Giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lam, xanh rêu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc tấn tới. Ngay bây giờ là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mới. Thiên ấn giúp người tuổi Mão làm trong các ngành nghề như nghiên cứu, dịch vụ, khẳng định được vị thế của mình. Bạn sẽ khiến nhiều người khâm phục và kính trọng nhờ vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của bản thân. Tuy nhiên bạn cần thay đổi thái độ chủ quan. Một khi đã bắt tay vào làm công việc gì thì hãy cẩn thận và chăm chỉ hơn. Đừng cho rằng mình có tài thì làm thế nào cũng được, bởi nếu lơ là bạn sẽ dễ dàng mắc lỗi như bất cứ ai. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay thì con giáp tuổi Mão nên xuất hành vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi, hanh thông. Hôm nay hỷ thần sẽ ở hướng nam và tài thần xuất hiện ở hướng đông. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh thủy ngày 16 tháng 9 khẳng định vị thế của bản thân trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh hỏa nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều người. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh thổ chú tâm hơn trong công việc, chớ nên lơ là. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh mộc dễ mắc sai sót nên cẩn thận hơn khi làm bất cứ việc gì. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh kim ít gặp phải rắc rối trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Mão hôm nay là 86 và 77. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, xanh da trời. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất.
Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Mão. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc tấn tới. Sau đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn ngày 16 tháng 9 năm 2021. Xem tử vi phương Đông hôm nay, cục diện tương hại ép buộc người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong ngày hôm nay, bạn không những không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn có thể sẽ cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Song cùng với đó, bạn cũng nên xem xét lại bản thân và kế hoạch của mình, xem nó liệu đã hợp lý hay chưa. Vì sao mà mọi người lại cảm thấy không thuyết phục? Hỏa khắc kim. Còn nhận thấy bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng chưa thực sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia. Hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa ngày 16 tháng 9, không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, xảy ra tranh chấp trong họ hàng, người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hãy xem lại bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Thìn hôm nay là 08 và 45. Giờ tốt trong ngày là từ 23 đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, màu cà phê. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Thìn. Chúc quý vị ngày mới hạnh phúc, bình an. Tiếp theo, mời quý cô bác, anh chị và các bạn trước khi đến với tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mới thì rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ ngày 16 tháng 9. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển rất bình yên và hòa hợp. Bạn luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người ấy và tin tưởng tuyệt đối với đối phương. Đây chính là điều giúp vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách. Những người còn độc thân cũng dần mở lòng mình hơn. Bạn không còn bị động nữa mà dần chủ động hơn trong các mối quan hệ. Bạn biết rằng mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó đến bên mình. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, kiếp tài lại cho thấy rằng bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Bản mệnh không nên quá cứng đầu cứng cổ, hãy thử nghe ý kiến của người khác xem sao. Quý vị tuổi Tỵ đừng quên tham khảo video ngày giờ sinh được thần Phật che chở, vượt qua tai bệnh hạn, giàu sang suốt đời. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa ngày 16 tháng 9, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên tin tưởng nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, luôn cố gắng mở lòng mình với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, dễ vướng vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, không nên khăng khăng với ý kiến cá nhân mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, thử lắng nghe và tiếp thu quan điểm của bản thân. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Tỵ hôm nay là 32 và 54. Giờ tốt trong ngày là từ 17 đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an. Ngay sau đây, mời quý cô bác, anh chị và các bạn trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mới. Người tuổi Ngọ có thể va chạm, tranh cãi với người thân trong gia đình vì bất đồng quan điểm. Con giáp này lại có thái độ tiêu cực, phản ứng có phần thái quá và không giữ được sự bình tĩnh, nên sự việc bị đẩy đi quá xa. Nếu không biết tiết chế lại thì mối quan hệ với các thành viên chắc chắn bị rạn nứt. Công việc cũng như bị trì trệ do tâm trạng của người tuổi Ngọ tác động tới, nhiều phiền muộn, suy nghĩ quá nhiều nên thiếu tập trung. Những chuyện đáng lẽ không nên có cuối cùng lại dẫn tới hậu quả đáng buồn. Bản mệnh nên nhìn nhận lại những khuyết điểm của bản thân và tìm cách cải thiện chúng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thực tế, sự việc không đến nỗi quá nghiêm trọng. Chỉ cần con giáp này bình tĩnh lại, suy nghĩ thoáng ra thì mọi chuyện đều có cách giải quyết ổn thỏa mà thôi. Bản mệnh cũng nên chủ động làm lành, rộng lượng với mọi người hơn thì sẽ bớt lo buồn,
dành thời gian làm việc để bù đắp lại những thiếu sót. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim ngày 16 tháng 9 có thể va chạm, tranh cãi với người thân trong gia đình. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy nhiều phiền muộn, suy nghĩ quá nên thiếu tập trung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa dành thời gian làm việc để bù đắp cho những thiếu sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ bình tĩnh lại, suy nghĩ thoáng ra thì mọi chuyện đều có cách giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 3 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Ngọ hôm nay là 13 và 49. Giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, da cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Ngọ. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc tấn tới. Tiếp theo, mời quý vị cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mới. Tiếp nối tử vi ngày 15 tháng 9, công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ sự nâng đỡ của tam hợp. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch, bạn cần phải đánh giá năng lực của bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn. Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Và đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai hoặc giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực học hỏi những điều này từ người ấy. Tuy nhiên, hỏa khắc kim thì con giáp này cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là việc dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu sự quan tâm tới gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi người hay đẩy trách nhiệm cho người ấy, bởi cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm xây dựng mái ấm gia đình. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim ngày 16 tháng 9, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy cần xác định rõ khả năng của mình hay đặt mục tiêu xa vời. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa quan tâm xã hội tốt đẹp, có cơ hội gặp quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 3 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Mùi hôm nay là 32 và 57. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, màu cà phê. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc tấn tới. Sau đây, mời quý cô bác, anh chị và các bạn trước khi đến với tử vi của con giáp tuổi Thân ngày 16 tháng 9 thì quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Thân trong ngày mới. Chính tài chiếu mệnh hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Nếu là người làm ăn, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn hàng mới, mở rộng quy mô bán hàng hoặc kinh doanh sản xuất, giúp cho lợi nhuận ao ao đổ về. Với người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp và cấp trên luôn rõ bạn đã làm được những gì. Kim khắc hỏa, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thương tình. Bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng, nổi nóng hay nói ra những lời gây tổn thương đối phương. Quý vị tuổi Thân đừng quên tham khảo video Nghề tay trái thỏa sức đam mê, kiếm tiền như hái, thoải mái chi tiêu của 12 con giáp. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 5 tháng 9 vừa qua. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy ngày 16 tháng 9 thích hợp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa lợi nhuận ao ao đổ về, có khả năng phát tài trong ngày. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim hãy thay đổi những tính xấu của mình. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 5 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Thân hôm nay là 01 và 95. Giờ tốt trong ngày là từ 23 đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, hạnh phúc
và tài lộc dồi dào. Ngay bây giờ là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mới. Xem tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Dậu có phản ứng nhạy bén và giỏi ứng biến với các tình huống rắc rối. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp với người có ý kiến trái chiều. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm để ý. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với họ. Đừng để một phút xa ngã gây tác động xấu đến tình cảm vợ chồng. Trong ngày này, vị trí thai thần ở hướng chính nam và ngoài cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới dịch chuyển đồ đạc hay sửa chữa ở nơi đây, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, thai nhi. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, ngày 16 tháng 9, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, sẵn sàng gây gổ, nổi nóng với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, được nhiều người khác giới để ý. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, thể hiện được quyền uy của mình, được người khác nể trọng. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn của người tuổi Dậu hôm nay là 36 và 47. Giờ tốt trong ngày là từ 17 đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu bạch kim, màu ghi. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc tấn tới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng trải nghiệm những thông tin tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mới. Người tuổi Tuất bắt đầu ngày mới với tinh thần khá vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn mệnh trải qua một ngày thoải mái, không gặp phải trở ngại nào lớn. Mặc dù không có quý nhân giúp sức, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Nên hãy cứ làm việc mà bình thường vẫn làm là ổn rồi. Người tuổi Tuất có thể phải đi xa, dù không có cơ hội kiếm tiền, nhưng có thể tận dụng để du lịch, nghỉ ngơi hoặc khám phá miền đất mới. Chuyến đi này sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị, niềm vui và để lại ấn tượng tốt. Bạn mệnh cũng có thể thêm những ý tưởng sáng tạo, độc lập đổi mới, giúp ích cho công việc. Tuy nhiên, điều đáng lo nhất chính là sức khỏe của bản mệnh tuổi Tuất khi bị ngũ hành tương xung ảnh hưởng. Có thể bị mắc bệnh theo mùa như sốt, cảm cúm. Mặc dù chúng không quá là nghiêm trọng, nhưng vẫn sẽ khiến cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, mất sức. Chính vì thế, người tuổi Tuất nên đề phòng là tốt hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, ngày hôm nay tinh thần khá vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, có những ý tưởng sáng tạo, độc đáo mới, giúp cho công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, có cơ hội để du lịch, nghỉ ngơi, khám phá. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, có thể bị mắc bệnh theo mùa như sốt, cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, hãy cứ làm việc bình thường, ổn định là được. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn của người tuổi Tuất hôm nay là 29 và 68. Giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, màu vàng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Thân, tuổi Dần. Vừa rồi quý cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tuất trong ngày mới. Chúc quý vị nhiều may mắn, thành công và tài lộc hanh thông. Tiếp theo, để đến với tử vi của con giáp tuổi Hợi ngày 16 tháng 9 thì rất mong quý vị lần đầu tiên đến với kênh Tướng Số Tử Vi, quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Hợi ngày mới 16 tháng 9. Mộc sinh hỏa, người tuổi Hợi đã lập gia đình, có một ngày khá yên bình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, các thành viên trong nhà sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con giáp này biết rằng không có ai là hoàn hảo, nên bạn cũng chớ nên kén cá chọn canh, hãy có cái nhìn tích cực hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác. Chính quan nâng đỡ sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến triển khả quan. Hãy giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, có mục tiêu hướng tới rõ ràng, bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng. Quý vị tuổi Hợi đừng quên xem thêm video Hiếu thảo với cha mẹ, 12 con giáp gặt hái phúc lộc, sang giàu, thăng tiến. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 7 tháng 9 năm 2021. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, ngày 16 tháng 9, gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, người độc thân nhận được nhiều sự săn đón. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, hãy mở lòng với mọi người, đừng quá mức soi mói.
tử vi tuổi Tân Hợi mệnh Kim, công việc có những bước tiến triển khả quan. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc được đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe được đánh giá đạt 4 sao và tình cảm được đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn của người tuổi Hợi hôm nay là 55 và 78. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, màu trắng và quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của quý cô bác, anh chị và các bạn tuổi Hợi. Chúc quý vị nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an.